đã quay trở lại với vlog của Ngọc Gia Ban Thì một cái chiếc ghế massage nội địa nhật Mà có cái thời gian sử dụng là hơn 10 năm Thì về cái phần động cơ bên trong Hay là về cái phần da ghế Và lỉ ghế bên ngoài Thì nó sẽ thay đổi như thế nào thì Trong cái video clip ngày hôm nay Thì mình sẽ chia sẻ và giới thiệu cho mọi người Một cái chiếc ghế của thương hiệu Palasolic này Có mã là EAP MA70 Cái, cái chiếc này thì là về cái năm sản xuất của nó thì sẽ là năm 2012, đấy cũng đã hơn 10 năm sử dụng. Thì đây là cái một chiếc ghế mà Ngọc Gia Ban vừa lấy ở nhà khách về để uh, vệ sinh bên trong động cơ và phần lì uh, và da ghế nữa. Đấy, chiếc này thì gần như là khách bỏ quên và không cái không có vệ sinh từ bên ngoài lẫn bên trong thì trong và đặc biệt cái bản này nó lại là cái màu bản mà có gam màu sáng thế nên là nó rất là dễ bám bụi này bám bẩn này đấy. như mọi người có thể thấy đây này cái phần ra ngoài này đấy. nó có những cái vết bẩn này những cái vết loang này đấy. do lâu ngày mình không vệ sinh nó sẽ bị bẩn đấy đây nhá nó rất là bẩn cái với những cái gam màu trắng này thì mình phải thường xuyên vệ sinh thì nó mới có thể sạch sẽ được nó không như nhờ những cái chiếc ghế mà có ga màu tối thì nó sẽ dễ dàng là vệ sinh ghế hơn. Đây nhá đây là tổng quan của một chiếc ghế này. Mọi người có thể thấy cái phần da ghế ở đây này, nó rất là bẩn này, Đó. nó rất là bẩn này. Đó. Với những cái ghế mà không được vệ sinh sạch sẽ, đấy, mà để nó bụi bẩn như thế này thì nó cái thời gian sử dụng cái liên đại của nó thì sẽ không được bền như là những cái chiếc ghế mà mình thường xuyên lau này thường xuyên dưỡng da chăm sóc nó thì nó sẽ cái thời gian sử dụng nó sẽ được nâu và bền hơn đây nhá về cái phần gối này này Đó, khi mà mình ngồi ghế cái phần uh, mồ hôi ở cái da đầu của mình nó sẽ tiết ra dính trên cái phần gối ghế này thế nên là cái gối này nó rất là cứng này cái da gối nó rất là cứng này đây này đây mọi người có thể thấy cái phần uh, da gối này rất là cứng này Đó. nó không như những cái chiếc ghế mà được uh, thường xuyên À, vệ sinh chăm sóc như những cái chiếc ở đây này Đấy, da nó rất là mềm Đấy, còn với cái bản này thì nó rất là cứng này Đấy, cái phần là da với cái nó bị cứng như này thì nó rất là dễ bị à, bong này nó dễ bị lỗ cái phần là da ở đây nhé và nó không được vệ sinh nên là rất là bẩn này Đấy, từ những cái đường chỉ này nó cũng bám bụi bám bẩn này cho tới những cái lớp lớp da này nó cũng bị loang những cái vết à, mốc này Đấy, đây này về cái phần những cái phần uh, túi khí ở uh, phần da cái túi khí ở phần uh, vai này đấy như mọi người có thể thấy đây thì hai màu này nó đã ngả sang một màu khác này đấy. đây bên ngoài thì nó là màu uh, be màu kem này đấy. bên trong thì nó sẽ đã ngả sang một cái màu khác này do là mình không vệ sinh đấy. không chịu uh, vệ sinh thường xuyên đấy. đây cái phần da lưng mấy cả gối thì nó rất là cứng này đấy. cái da nó rất là cứng nó sẽ không được mềm mại còn vào đây, cái phần này thì Đây này, cái ghế này thì nó cũng đã được sử dụng rất khá là nhiều Thế nên là cái phần lỉ nó nó có bị ráo này Đấy, Nó ráo và nó bạc màu đi này Đấy, Nó bị ráo và bạc màu đi này Còn ngoài cái lớp da và lớp lỉ da thì cái tầm phần nhựa của nó thì còn rất là mới nhá Đấy. Như cái cái phần tay này, cái ốp tay của nó bằng uh, nhựa này Đấy, Nó rất là mới và bóng này Đấy. Và cái phần ốp nhựa bên ngoài này Nó cũng còn rất là mới, gần như là không có vết xước nào cả, đấy nó chỉ bám bụi thôi, đấy, do cái uh, người sử dụng họ không uh, vệ sinh thường xuyên. đây là dưới cái phần chân này, đấy, phần chân này, cái da chân của nó này cũng rất là bẩn. bên trong đây là những bên trong khe, bên trong khe này, đấy, rất là nhiều, nó có quả những cái uh, lông của thú cưng, lông chó hay lông mèo này. Đấy. đây, này. Nó bám rất là bụi này, bám bẩn này, đấy nó còn có những cái vết loang nữa này. Thì bản này thì đã trải qua là hơn 10 năm rồi. bản này thì date của nó là năm 2012. Đấy đã 12 năm sử dụng rồi. vào trong cái quá trình mà gần như là không có vệ sinh nhưng mà chiếc ghế nó vẫn giữ lại nguyên vẹn cái lớp da của nó, nó chưa có uh, phần nào mà bị uh, lỗ hay bị bong nhá mọi người nhá. Đấy. Thế nên là mọi người có thể thấy là những cái lớp da của ghế massage nội địa Nhật nó rất là bền bỉ. Đấy. Và đi sâu vào bên trong động cơ một động cơ của một chiếc ghế mà đã qua đã qua 10 hơn 12 năm sử dụng thì nó sẽ như thế nào đây nhá động cơ của nó này Đấy. phần động cơ thì nó chỉ có bụi bẩn ở bên ngoài thôi còn ngoài ra thì gần như là nó còn rất là mới này Đấy, từ những cái con uh, những cái motor này Đấy, motor này thì nó sẽ phục vụ cái uh, quần năn này hay là cái việc uh, ngả lưng ghế hay là lưng hạ chân ghế này Đấy. đây như mọi người có thể thấy nhá từ những cái con ốc này, con ốc này thì nó còn rất là mới này, Đấy, gần như là còn nguyên luôn này, Đấy, gần như là còn nguyên luôn này, Đấy, nó còn nguyên cả cái lớp uh, sơn ngoài của con ốc, của nguyên của zin ghế này, hay là những cái thanh trục này, Đấy, thanh trục này thì vẫn còn nguyên, không có dấu hiệu gì bị dỉ uh, xét nhá, Đấy, bên trong thanh trục thì nó đã được bôi một cái lớp mỡ chịu nhiệt, Đấy, cái lớp mỡ này thì là vẫn còn nguyên zin từ khi từ của nhà sản xuất nhá, Đấy, giúp cho cái thanh dây này nó chạy được uh, mượt mà hơn ở đây là những cái con năn này đấy con năn này đấy cái, cái cái, cái chiếc ghế này thì cái con năn của nó còn rất là mới này đấy. phải nói là chiếc này thì con năn nó rất là mới gần như là không có vết xước sát gì luôn đấy, những cái con mà thường thì những cái con mà đã sử dụng trên 10 năm rồi thì những cái con năn nó đã có cái phần nào bị hao mòn đi rồi nhưng mà con này thì nó còn rất là mới này đấy, hay những cái thanh trục ở đây chưa có dấu hiệu gì là bị gì xét này đấy thì Ngọc Gia Ban đang lấy chiếc này về để vệ sinh cho khách này Đấy. Nếu mà các bác nào mà đang quan tâm Tới những cái sản phẩm Ghế massage lỗi địa nhật của Ngọc Gia Ban Thì hãy liên hệ qua số điện thoại 097 494 5555 Để được tư vấn Và à, Hiểu sâu hơn về những cái sản phẩm ghế Tại Ngọc Gia Ban Hoặc nếu các bác nào mà đang có ghế lỗi Hoặc ghế hỏng Thì có thể liên hệ tới số hotline Bảo hành của bên Ngọc Gia Ban Qua số điện thoại 097 123 3066. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Nhớ để lại cho Ngọc Gia Ban một đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón chờ những cái video clip tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn.